Tôi đã hỏi qua Thạch Thủy chưa vậy? Sao đánh anh em của tôi chứ? Tôi có hỏi qua rồi. Nó nói là Cường xì ke sau khi phê vô quậy xong của nó. Ờ, quậy xong của nó thì đánh ra nông nội này. Nếu như quậy nó thì chết hết cả nhà. Lão Duy à, đừng có nói tôi nhiều chuyện à. Thạch Thủy nó theo anh mà, anh phải khuyên nó mới được chứ. Cô mà, không phải là tôi không dạy nó, chỉ là dạy không nổi thôi. Nó có đàn em nhiều, cảnh sát cũng nhiều, tôi còn muốn kêu nó bằng đại ca đó. Chú dạy nó không nổi thì đừng có nhận nó. Mình sống trong giang hồ chứ nói cái gì cảnh sát đây. Chú sợ cảnh sát thì đừng đi con đường này. Nè, thật sự thắng, mày tôi là chủ sự, nhưng không có tư cách đánh anh gì. Được. Quay đại ca, đại ca. Chạy ra. Quay đại ca, đại ca. Quốc có quốc pháp, gia có gia quyền. Chú không biết rằng dạy đàn em của chú là sự thật. Lúc nãy tôi đánh chú là tôi không đúng. Đánh tôi đi. Thắng à? Thắng. Không lẽ chú không biết lòng dạ của mày đối với xã đoàn hay sao? Chú già rồi, mày đối với Thạch Thủy thế nào mày tự quyết định đi. Xin lỗi chú Duy. Tất cả nghe đây, nếu bữa nay Thạch Thủy không bước ra nói chuyện thì cũng xong rồi, lập tức làm việc. Chưa, còn anh sao hả? Kiếm tiếp đi. Kiếm tiếp. Dẫn hắn vô đi. Dạ, đi. Vô đây, vô đây. Đại ca. Thạch Thủy, anh em với nhau kiếm anh nói chuyện thì khó khăn quá đi. Tôi không sai, nói chuyện gì chứ? Mày không sai. Cầu Du Côn, cho nó biết nó phạm lỗi gì. Anh Thạch Thủy, anh đã phạm quy luật của xã đoàn rồi. Thứ nhất, chủ sự kiếm anh không coi ra gì, đó là phạm tội bất tuân. Thứ hai, các người ở đông đánh thằng Cường xì ke, anh đã phạm tội đồng môn, không thể đánh anh em. Thứ ba, ba người đánh hai, đánh mạnh đến nỗi người ta phải bị tàn phế, anh biết tội chứ? Bây giờ hiểu rõ chưa? Mày còn gì nói thêm? Có. Thạch Thủy này ra kiếm ăn mấy lâu này, ai cũng nể mặt tôi. Sân của tôi chưa hề có ai tới quậy. Nếu có, chỉ là đám anh em tôi. Cường xì ke phê vô, dẫn con vợ lên đi đánh mặt chuột năm người. Tôi không đụng nó thì tôi ăn nói làm sao với khách đây. Nếu là anh em muốn đi trên đầu của tôi thì cứ lên tiếng đi, cùng lắm là tôi không làm thôi. Thạch Thủy, tôi coi như là anh giải thích có lý, nhưng anh ra tai nạn như vậy là không đúng. Hôm nay dù sao tôi cũng phải ăn nói với đám anh em, nếu không xã đoàn của chúng ta sẽ bị phân năm xẻ bảy. Người làm việc ở lại, những người khác ra ngoài. Ở đây có 6 người, chỉ có 1 người làm việc thôi. Đừng có nghĩ tới chuyện trả thù nha. Đứng dậy đi mày. Có nhiều người nói xã hội đen chúng ta là đám đông ô hợp,
nói sao cũng được. Chúng ta vẫn còn mang bản hiệu của Hồng Lạc xã đoàn. Quy luật nhất định phải chấp hành. Nếu như không, chúng ta không còn chỗ đứng từ sớm. Ê ông chủ, ông tới nhảy đầm hả? Thác cà già cũng mảnh hơn người ta ha. Làm sao mở đây? Ông chủ à, xin hỏi quý danh. Tôi là Bích Hợp. Chắc kêu là kiện tư chứ gì. Tao là Âu Gia Toàn. Âu Gia Toàn, thuốc sức lát hả? Từ từ nha. Hoàng Nghi Linh, quý danh của ông David. Nè, làm ơn giúp đỡ bốn chị giùm tôi. Dạ, tôi đỡ nè. Dạ, xin mời bên này. Dạ, cảm ơn quý chị. Xin mời các chị. Dạ, thưa, xin hỏi giùm gì? Ngồi đi, ngồi đi. Tuần nước suối, còn anh? Tiền nước suối 582 nha. Ông có quen với cô nào hay thường chơi với tổ nào không? Tao có. Hello Kitty. Hay cái đầu của mày. Tổ 23. Dạ được. Quan trọng nhất là cô Én, tổ 23. Ok. Cô Én. Được. À, chào các ông chủ. Cô Én tới đây. Ngồi đi. Tối nay dẫn cô đi quán cũ đi. Cái thằng mắt nhịp, gặp người đẹp là hết bậy bạ. Nói chơi thôi mà. Tôi là má Mỹ của tổ 23. Tôi kêu là Jenny. Xin hỏi quý danh của các vị. Kêu là Bích Hợp. Tôi là thằng Đen. Thằng này kêu là Âu Gia Toàn. Còn anh là David Châu. À, chào anh Châu. Nè, hôm nay chúng tôi cố tình tới đây là chúng tôi nhận được tình tổ 23 của bà có một người đẹp mới tới, cho nên hôm nay chúng tôi cố tình kéo đến đây. Cảm ơn các chị. Cô này là cô Én, kêu ông chủ đi. Ông chủ. Ha, các chị cũng hay thiệt, bắt được tình mau như vậy. Cô Én ngày hôm qua mới tới làm thôi, sao các chị biết mau quá vậy? Má mày, bà có biết cô Cường cố tình là do ai giết không vậy? Là tôi giết đó. Ngồi xuống đi cho tình Cường. Én à, tiếp đại các ông chủ cho đàng hoàng nha. Hay là vậy đi, à, tôi quyết định giới thiệu các người đẹp tới ngồi chơi với các ông. Hả? Bà mời hả? Hay da, ông chủ này thiệt là biết nói chơi quá. Bà quen thân với bà lắm sao? Nói chơi. À, vậy à, chỉ có mình con Én thôi, sao đối phó được với bốn người chứ? Vậy thì bà hỏi cổ đi, cổ được mà. Nè, cô Én của tôi là người mới đó, đừng có ăn hiếp cổ. Yên tâm đi, tôi làm sao mà hiếp cổ được, cổ làm gái của tôi mà. Đúng đó má mì, anh là anh ruột của tôi. À, sao ông chịu nói sớm? À, được rồi. À, các chị tự nhiên nha, tự nhiên. Bốn người tới đây làm gì? À, nó nói là không được yên lòng. À không, tôi thấy là không có gì kỳ làm cho nên tới đây coi cô làm ra sao thôi. Ê, hay con. Ê, ở đây tôi kêu là En. À, En à? À, En à? Ừ, En à? Sao buổi tối hôm nay em đẹp quá vậy hả? Quá trang đó mà. Cô En nè, ở đây có kiếm ăn được không? Ừ, tối nay là đêm thứ hai, tạm thời cũng được. Vậy có ai làm phiền cô không? Đương nhiên là không có, ở đây là vũ trường lớn mà. Lớn cái nào? Ê. Quyến à, nói thiệt nha, không phải anh không cho em tới đây đi làm, nhưng em đừng chỉ có lo kiếm tiền nhanh, làm cá vàng được rồi, đừng có làm cá gỗ. Cái gì là cá vàng cá gỗ? Để chú dạy cháu. Ừ, cá vàng thì để dòm thôi, còn cá gỗ là để dùng. Hi dò, thì ghé qua đi. Qua đây tao với mày uống nước. Dạ, tao chỉ cổ uống nữa sao? Đi đi. Mau lên. Tới liền. Được rồi, em hiểu. Em có nói với má mi rồi, em chỉ ngồi bàn chứ không có ra ngoài. Anh có cũng gì quan tâm cho cô thôi. Tôi biết. À, các ông chủ, xin lỗi nha, cô Én phải đổi bàn. Đổi bàn? Đúng, đi đi. Ngồi một lát thôi rồi về nha. Cứ tự nhiên. Cô Én tới rồi. Ở này, này, ngồi đi, ngồi đi. Tiếp đã anh Thắng đàng hoàng nha. Anh Thắng, cô Én là người mới đó, phải cưng cổ đó nha. Yên tâm đi. Vậy tôi ra ngoài trước, có chị cứ tự nhiên. Có cô nào còn múc vậy không? Uống gì đi? Uống bia. Tới làm ngày thứ mấy rồi? Thứ hai. Giờ đi bóp đi. Nói cho anh đi là tôi bao hết giờ của cô. Xin lỗi anh Thắng, tôi không có ra ngoài. Cô không ra ngoài, vậy ra làm gì cái gì? Vì tiền. Ngồi bàn được bao nhiêu tiền chứ? Ít nhiều không thành vấn đề, đủ xa thì được rồi. Ôi con quỷ kia, mày kiếm bao nhiêu tiền một tháng vậy? Mày có biết đang nói chuyện với ai không? Tôi biết là anh Thắng. Ra ngoài làm là đã chuẩn bị cho người ta chơi rồi. Lão đại của tôi không phải là trái không nổi cô. Có tiền hay lắm sao? Con quỷ cái muốn tập cao mặt mày hả? Coi chừng đó nha mày. Đối với con gái lịch sự một chút. Ra ngoài lấy bóp. Anh Thắng, em biết anh là người gì. Nếu anh muốn làm đại thì cần gì phải mua giờ ra ngoài, ở đây cũng được mà. Cô muốn bao nhiêu ra điều kiện đi. Nếu như em thích anh, không cần tiền, em cũng là nhượng với anh.
tất cả ra ngoài hết. Giang Tây, coi chừng cửa giùm tao. Ừ, mày ra ngoài. Hai chị chào. Tưởng tôi không dám chơi cô tại đây hả? Chỉ có mình tôi ở đây, anh muốn làm gì tôi cũng không phản kháng nổi. Anh làm gì vậy? Anh làm gì hả? Sợ rồi hả? Thiệt có cá tính. Bắt đầu hôm nay tôi sẽ cua cô. Tôi bắt cô phải năn nỉ tôi lên giường. Đi lấy bóp đi. Tôi muốn hết giờ của cô. Tôi đã nói là không đi ra ngoài. Yên tâm đi, miễn phí tặng cho cô. Về nhà nghỉ sớm. Chuyện gì? Ngồi thêm lát nữa tôi đổi ý bây giờ. Rồi ra đi. Rồi thêm nữa. Xong rồi ông Trần, 3.000 cảm ơn. Cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi rồi. Tao đã kêu đổi đồ nghề lâu rồi mà. Muốn lấy mạng của tao hay sao? Tao cũng biết mà, phải có tiền mới được chứ. Mày đem cơm trước đi, để tao. Nè, lát nữa cứ để như hồi nãy đi. Tao bên trong sửa cũng được thôi. Để như lúc nãy hả? Đỡ cái gì? Nè, ăn cơm đi, mau lên. Cần gì phải ăn, giờ cũng no rồi. Ê, ăn cơm. Anh hai đâu, lại đi cờ bạc nữa hả? Không phải, ra ngoài lo việc làm ăn. Bây giờ thị trường ế ẩm phải tìm cách thôi. David, hay là dẹp đi. Tôi nghĩ anh ra ngoài kiếm việc làm tốt hơn là làm ở đây mà. Bộ cô tưởng bây giờ kiếm việc dễ lắm sao? Có nhiều người hai bữa cơm cũng kiếm không được kìa. Buổi tối sao không đi làm? Có phải bị thiệt thòi cho người ta không? Không có, đương nhiên là không có. Em biết làm sao mà. Em con à, cũng tại mày không tốt. Mất em phải ra ngoài đi kiếm việc làm. Anh đã phải tàn yên tâm đây. Em biết giữ thằng Ngọc Ngà. Đừng có lo mà. Vậy thì tốt nè. Nè, uống miếng canh đi. À, uống miếng canh đi nha. Ê, được quá đáng đó, đục mày bây giờ. Ngông à, giúp việc gì không? Quen, đại ca của tôi tặng cho cô nè. Đại ca nào vậy? Đại ca của tôi là ông Lạc, tên là Thân Sĩ Thắng. Tao nói cho mày biết đại ca của tao nhắm trúng cổ rồi. Mày biết điều cái gì? Biết điều cái gì? Là khách thôi. Nguy cơ xuất hiện. Không phải đâu, gạo nấu thành cơm rồi thì tốt hơn. Đúng. Phải không? Nếu biểu tôi làm cầm thú tôi cũng làm nữa. Dù sao cũng làm rồi mà. Ăn nhầm gì? Tiếp tình. Để anh giúp cho em nhờ. Tuyệt là ngấy hơn. Em muốn ăn nữa, ngon quá. Nè, đánh được chưa? Mẹ mày bộ thua không kịp hả? Nè, không thua chết cũng buồn chết mà. Sao qua bàn kế bên đi. Qua bàn kế bên là tao ăn chứ. Tao không tin tao có hai tay mà thua thằng một tay. Mày có biết tao kêu là cái gì không? Con độc thủ đại hiệp Cường Sĩ Kê hả? Cái con mẹ mày. Độc con bà mày. Còn muốn sống mới đánh bài với tao thôi. Nhất nè, đại ca Cường Sĩ Kê ngồi bên kia một tay vẫn đánh được đó. Vậy nó có phê không hả? Vậy thì không có. Vậy nó có trả tiền không? Có trả tiền. Có trả tiền cũng là khách. Kệ nó đi. Dạ biết. Lần này không ăn thì tao cắt. Mày cắt là cái chắc rồi. Tự lật. Thiếu tao một củ nha. Tới quan đưa. Thiếu tao một củ như mày. Ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Đại ca, tôi mới vừa thua sạch đó. Muốn kiếm thì kiếm người khác đi. Tao không kiếm mày, vì kiếm ai? Thì ra là anh Hùng. Cái thằng khốn nạn này, có tiền đánh bài, không có tiền trả nợ hả? Số tiền tao cho mày mượn 30.000, không phải là giấy xúc đâu nha. Anh Hùng à, em sẽ cố gắng trả hết cả vốn lẫn lời cho anh mà. Tao kia là Hùng Dê, không phải là Hùng ăn lời cắt cổ đâu. Tao cho mày mượn 30.000, không phải định lấy mạng của mày, mà là lấy em gái của mày thôi. Em biết.
Mày biết cái con khỉ khô gì? Mày có biết là ở trong nguyên lãng này có mười mấy con đang chờ tao? Mà tao cũng không thèm không. Tao muốn quên hết tất cả, chỉ nhớ một mình em gái mày thôi. Anh Hùng à, lúc đầu mình chỉ nói là ăn cơm uống cà phê thôi. Anh Hùng, đừng. Thằng khốn nạn, em gái mày ra làm sao không báo tao biết? Sợ tao không có tiền cua em gái mày hả? Không phải. Mày coi tao như thằng thờ hay sao? Chừng nào mới chịu dẫn em gái của mày ra cho tao? Một tháng, không phải. Nửa tháng. Là mày nói đó nha. Làm sao định nghĩa được tình yêu, lòng tôi chỉ có em thôi. À, bánh bao lan tới rồi kìa. Món quà này của tao nhất định là thực tế hơn cổ nhiều. Tao không muốn mất đi một người bạn đâu, cũng không muốn mày làm người ba chưa cưới vợ, nên tặng món này cho mày. Mày tặng cho tao? Nếu mày thích thì xài chung đi, cũng đâu có sao, chuyện nhỏ. Xài chung? Ừ. Hai cái xài một lượt hay xài chung với mày? Đương nhiên là xài chung với tao. Chết cái này gì vậy? Chưa làm đám cưới vậy rồi, làm đám cưới rồi sao chịu nổi? Đánh phụng tay. Đâu có gì. Coi tướng ủ rượu của mày kìa. Đưa tao không coi. Không, tao thấy con én nó thương mày, tao sợ tao mất đi em gái thôi. Sinh nhật vui vẻ. Anh hai à, sao anh nói chuyện nghe quê quá đi. David, tặng cho mày. Cảm ơn, lấy gì vậy? Cạn ly đi. Có chuyện chỗ cho anh rồi. Bên này. Hello, đúng lúc quá vậy. Phải, sinh nhật của bạn tôi. Là người nào? Ờ, đây là David, đây là anh Thắng. Chúc mừng anh. Bữa nay chơi vui vẻ một chút nha, tôi mời. Cảm ơn, tôi có tiền để trả. Mình đi. Ông lại người tặng quà cho em đó hả? Quên, cái ông thân sĩ Thắng này cũng bảnh quá hả? Tặng quà cho tụi bay, nói cái gì? Hôm nay là sinh nhật của tao, đừng có nói tới đàn ông khác có được không? Đúng hả? Vậy mình ăn bánh đi. Nè, ăn đi. Mẹ ăn không? Tao đút mày ăn nha. Ê, được rồi. Mẹ có tin tao à? Anh Thắng muốn mời chị vào phòng, uống ly nước. Ở đây không phải là vũ trường. Chị em, nếu như mà chị không vào đó hả, tôi thì khó xử lắm. Khó xử thì đừng có làm. Mày nói gì? David, bỏ đi. Anh vào trong trước đi, lát tôi sẽ vô. Dạ được, cảm ơn chị. Không phải em vô trong thiệt chứ? Vô chào hỏi, chuyện thường thôi mà. Đúng rồi đen à, vô chào hỏi người ta đi. Mau lên đi. Đà Phích à, đừng có làm vậy mà. Lão đại, chị em tới rồi. À, ngồi đi. Anh Thắng. Đại ca, tụi em ra ngoài. Kiếm tôi có chuyện gì hả anh Thắng? Cô sợ tôi lắm hả? Chút xíu. Tôi phải làm thế nào cô mới không sợ? Không biết. Để đó được rồi. Anh em, ra ngoài. Tao có chuyện muốn nói với mày. Được rồi, đi. Mày lại có chuyện của em nha. Tao. Ngồi xuống. Tại sao? Ngồi xuống đi. Uầy, nhóc con, mày ở đâu vậy? Cái gì là ở đâu? Nếu như mày không nói tao đập mày đó. Anh em thôi mà bỏ qua đi, con én nó vào phòng gặp anh Thắng rồi. Tỉnh ra. Không nói gì mày, tỉnh ra. Đại ca, giang tay về đám anh em đang đến đây bên ngoài. Anh hai! David! Âu Gia Toàn! Anh hai! Đại ca, chạy xe đỉnh lộ. Anh hai! Âu Gia Toàn! David! Anh hai! Thằng đen! Âu Gia Toàn! Đi đâu rồi? Anh hai! Quay lại, đứng lại, đứng lại, mày đứng lại nha, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại.
ba. Mau trở lại rước cổ đi. Coi chừng, xe của đám khốn nạn quay vào cái lại kia. Đứng lên. Khốn nạn, đụng chết mẹ nó đi. Quay chủ xe, chủ xe, chủ xe mày. Chết mẹ đi. Lão đại, cái đám nhóc này không có bối cảnh, bọn nó chỉ giả vờ trước mặt của mình thôi. Tao đá thêm mày vài cái nữa, chết đi. Không phục hả? Mấy đông người thôi, cô gái đánh cho đôi với tao đi. Thằng khốn nạn lấy xe đụng tao. Đồ khốn nạn. Dừng tay. Đồ khốn nạn. Quay. Dừng tay lại. Chết. Toàn. Toàn à. Chết. Toàn. Toàn. Chết như mày. Ngừng tay. Mẹ mày đi. Toàn à. Toàn. 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 Khốn nạn. Dừng tay. Đại ca, đại ca, là con nhỏ đó. Cho nó vô đi. Mở cửa. Chặt cánh tay của nó xuống. Anh Hải, tại sao vậy? Anh Thắng, tôi gian xin anh, hãy tha cho họ đi. Họ là ai của cô? Bạn của tôi, còn ảnh là anh Hải của tôi, cho nên hãy tha cho họ đi. Xin tha cho họ đi. Làm nước mắt đi. Anh thả họ ra trước đã. Tôi ghét nhất thấy đàn bà khóc. Bốn đứa tụi bay bữa nay may mắn. Cô em đã năn nỉ giùm các người. Nhóc con đừng có lập bách. Mày không có bao nhiêu cái mạng đâu. Nhúc à, lấy xe đưa họ cho bệnh viện đi. Toàn. Anh Hai. Toàn. 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 Bác sĩ ra rồi. Bác sĩ, bạn của tôi sao hả? Cái đường xương sống của anh bị thương rất là nặng. Nửa cái thân hình của ảnh sau này sẽ không cử động được. Và bộ óc của ảnh bị sự chấn động rất mạnh. Dầu có khỏe lại cũng thành người thực vật thôi. Thân sĩ Thắng, tầng nhất định sẽ kiếm mà trả thù. Nước nho nè. Sao hả? Toàn à, nếu mày biết tụi tao tới thì mày chớp mắt đi. Cảm ơn má Jenny. Không gì. Nếu muốn trở ra làm đại thì tới kiếm tôi hả? Ừ, thôi tôi về. Được rồi, bye bye. Bye bye. Nè, đại ca tặng cho quen. Đại ca, tặng quà còn cực hơn chém lộn đó. Hoàn cảnh gì cũng được, đổ cho nó say rượu khiêng lên giường được rồi. Mày có thích quá đàn bà chi vậy? Không có, là vợ của em đó. Mày có phục con vợ mày say rồi á đưa lên giường không đi? Đương nhiên không phải. Tôi cua bả 3 năm, sau đó ở chung 3 năm, 8 năm nữa mới chịu lấy tôi. Vậy thì phải rồi. Anh nói vậy cũng hết cách. Thôi đi. Anh muốn sao thì sao đi. Ăn cơm. Nè, có người thiên tầm, nói tầm không qua đây. Im lại. Chuyện gì? Quay nha. Chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Nè, chuyện gì? Đại ca. Tao kiếm Bích Thành đòi nợ. Đòi nợ gì? Anh Hùng à, đi ra ngoài hãy nói đi. Tại sao phải ra ngoài? Tao tới đây là muốn mày phải trả lời tao. Muốn gì? Quay, đi đi. Thiếu bao nhiêu? 30 ngàn. 30 ngàn chưa tính tiền lời. Anh Hai, anh mượn nhiều vậy để làm gì?
Em nói nghe thiệt tình à, tiền điện nước không cần phải trả sao? Điên sẽ đi mượn tiền là cắt cổ? Không phải cho gia cắt cổ đâu mà. Đáng lẽ phải, tôi cho nó mượn 30 ngàn. Nó hứa với tôi cho em gái của nó đi ăn cơm, đi uống cà phê với tôi, nhưng mà không ngờ không có. Có phải anh có bệnh không vậy? Không phải đâu, lúc đầu anh chỉ nói ăn cơm uống cà phê thôi, sau đó anh mới... Ê, chuyện này chờ tao đi mới nói đi. Sao hả? Mắt đái phải không? Dạ. Còn mày? Dạ đại ca. Anh Hùng à, cho tôi thêm 2 ngày nữa được không vậy? 2 ngày hả? Tùy theo mày thôi. Muốn đưa em gái của mày hay là muốn trả tiền? Đương nhiên là trả tiền. Mày có tiền trả sao? 30 ngàn thôi hả? Ông cho tôi 2 ngày tôi lo xong. Mày hù tao hả? Tao cho nó mượn 30 ngàn với điều kiện là chơi em nó. Nếu không chơi được thì tính lời. Tính luôn tiền lời là bao nhiêu? 300 ngàn. Bộ ăn cướp sao hả? 30 ngàn thành 300 ngàn. Nói là được thì nói. Tao nghĩ mày trả không nổi đâu. Quay. Nhóc con, chuyện của Hùng Dê này tốt nhất đừng có xen vào. Hồng Công có mấy chục cái xã đoàn, có mấy ngàn thằng này cơ, tao sợ ai? Con mẹ mày. Quay. Quơ đồ hả? Hả? Đánh tao đi. Nè, đại ca, đừng có ép quá mức nha, cùng lắm là ôm nhau chết thôi. Coi như tôi xin anh, cho tôi thêm vài ngày đi không được sao? Được, tao cho mày 3 ngày. Một là cầm 300 ngàn vô Nguyên Lãng kiếm tao. Hai là mày dẫn em gái của mày tới kiếm tao. Nếu không, tao sẽ đuổi tận giết tuyệt. Ui, lúc này ông nói 3 ngày hay 3 tháng gì? Mày hỏi tao làm gì? Hỏi nó đi. Hay mình kiếm anh Thắng giúp mình đi. Kiếm hắn để làm gì? Không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng mà không đúng quy tắc. Anh Thắng à, tôi không hiểu quy tắc của các anh, nhưng mà bây giờ anh hai tôi xảy ra chuyện, tôi phải làm sao anh mới chịu giúp tôi? Đơn giản thôi, kêu anh hai của theo tôi. Tôi không biết anh hai tôi có chịu hay không. Vậy hả? Vậy thì làm chị dâu tụi nó đi. Tôi không có lấy anh đâu. Không cần lấy luôn đâu, một đêm cũng được mà. Đừng có suy nghĩ, tôi nói chơi với cô thôi. Tôi giúp cô cũng được, nhưng tôi có điều kiện. Sau khi làm xong rồi, cô phải mời tôi ăn cơm. Đơn giản vậy thôi sao? Cô có thể cho thêm mà. Cảm ơn anh. Ngày mai có một người tên là Cầu Du Cô, đi với anh hai cô vô Nguyên Lãng. Ngày mai chúng tôi chưa gom đủ tiền. Được rồi, 30 ngàn phải không đây? Không phải 30 ngàn, hắn nói là 300 ngàn. Nếu chịu trả 300 ngàn thì cần gì kiếm người đi theo chứ? Có sao không? Chắc được mà. Ai là Bích Hàm vậy hả? Là tôi. Có phải anh Cầu hay không? Chỉ có 2 người thôi sao? Đúng vậy. Có cần tôi kêu thêm vài trăm người không? Tưởng mở party hả? À, không phải đâu. Anh Cầu à, như vậy nè, mình đi thanh toán chỉ có 2-3 người thôi. Tôi nghĩ vô gara lấy thêm đồ đem theo cho chắc ăn đi nha. Đồ nghề để lại các người sửa xe đi. Thằng Hùng Dê này, mùa hay ho lắm hả? Cái đầu của tôi cũng bằng mấy trăm người rồi. Lên xe đi, mau lên. Cẩn thận nha. Anh Cậu, anh làm ơn coi chừng anh hai tôi. Tao đi với mày. Cẩn thận nha. Nè, nhớ mua bánh cưới vậy nha. Hả? Cảm ơn anh Cậu. Anh Cậu à, lần này thì cảm ơn nhiều đó. Không có gì. Hai người có chiến tích gì không? Hả? Chiến tích gì? Từng ở tù chưa? Có chém thằng nào chưa? Bắn nào chưa?
Có, chạy qua trong công viên ảo ảnh ở xóm tranh. Giỏi vậy hả? Thì cầm dao chưa? Hai anh em có rảnh, cũng có nấu vài món đó mà. Shit, hai anh bay đẹp trai vậy, sống thì làm diễn viên đi. Rồi đi quậy, hả? Vừa tới Nguyên Lãng đừng nhiều chuyện nha. Coi tôi làm gì thì biết rồi, hiểu chưa? Hả? Anh Cầu, tôi muốn hỏi anh có phải Hùng Dê em Nguyên Lãng có nhiều tay chân lắm không? Hùng Dê hả? Nó chỉ là cái thằng nhà quê thôi, chỉ biết ăn hiếp người yêu, lạc hậu lắm rồi. Không có gì đâu, yên tâm đi, không có gì đâu. Anh Cầu. Anh Hùng. À, ngồi, ngồi đi. Anh Cầu, anh không phải vì hai cái tên này mà tới đây kiếm tôi chứ hả? Anh biết thì tốt. Vậy nha, ở đây có 50 ngàn, 20 ngàn còn lại mời anh em uống cà phê. Anh Cầu, anh không phải chơi tôi chứ hả? Tưởng tôi giống sao? Mày thấy Hồng Lạc hồi nào vậy? Nói thấy Hồng Lạc hồi nào mắc mới gì tới mày chứ Hùng? Chỉ biết ăn hiếp đám nhỏ thôi. Cho mày thêm 20 bàn chai nước, coi như nể mặt mày rồi. Chỗ này là Nguyên Lãng đó nha đại ca. Nếu không phải luôn tiện tao mua vài cái bánh cưới vợ, tao không thèm vô đây đâu. Muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Cầu Du Côn, mày nói vậy tức là Hồng Lạc ngon lành lắm hả? Tao muốn chơi tụi nó, còn mày thì muốn nhận tụi nó làm nhóc. Nếu nhận hả, thì tao đã nhận rồi. Tôi chịu theo anh hay không mới được. Quay, làm gì? Em gì vậy? Chừng nào tới phim lại tiếp. Người của tao dẫn vô đây mà dám đánh hả? Tức là coi tao không ra gì. Chậm dứt. Quay. Mày đi, tao không cản trở. Nhưng mà mày, hai thằng này nhất định phải ở lại. Tao không phải là con nít. Thằng này, phải theo tao về. Mày có gan thì chơi tao đi. Bắt tụi nó lại để cho tụi nó biết tài tà bảo của thằng giới này. Đừng làm máu nha. Anh Cầu à, bây giờ phải làm sao chứ? Huy, sao nát cái đầu của anh đáng mấy trăm anh em lần? Kể cả là mấy trăm anh em của tao tụi nó không biết. Đâu còn cách gì hơn, gặp cái thằng mát như vậy này. Ê, muốn chém muốn giết làm lẽ đi mày. Để tao phát quy trở lại hả, cả nhà của mày chết chắc đó. Tần giới không có gì để chơi hết. Một là đánh mặt chuột, hai là gãy chân. Tụi bay không tới đây thì đâu có gì chơi chứ. Nè, để tao giới thiệu. Cái này là chiên nhồi tam bảo của tần giới, có biết không? Mỗi người cũng phải chọn một thứ, người nào chân không có thể qua bển được thì mới có thể ra đến cửu lòng. Ai thử trước? Để tao thử. Chưa tới phiên mày, đừng gấp, từ từ đi, từ từ ha. Mày muốn thử không? Còn mày, cái thằng khốn nạn này. Mày trước đi. Tôi đi qua rồi được thấy vậy hả? Tao là người lớn mà, mày là con nít, đương nhiên thả rồi. Tôi lựa pháo. Chúc mừng mày. Sao nó lại đi qua? Tao hơi mất trí nhớ. Hả?
Quay quay, tớ phiền mày, đi. Anh Hùng, đừng có giết tôi, anh Hùng. Hùng Chí, con mẹ mày. Mày dẫn thằng nhóc cầu vô đây năn nỉ tao tha cho mày hả? Tớ phiền mày đó, qua đây. Qua đây, đừng nghe, đừng nghe, đừng nghe. Đâu anh, tôi không dám gì nữa đâu á. Lần sau tôi làm gì tôi cũng nghe hết mà, đừng mà. Điện thoại cho em gái của mày vô đây, mau. Được, được, được. Gọi em gái của mày vô đây, mau lên. Gọi mau. Em gái của mày cũng mắc thiệt hả? Có phải muốn vô đóng lửa không? Không phải. Đẩy vô lửa. Anh Hùng, xin đừng, cứu tôi, cứu tôi, Đà Vinh, cứu tôi, cứu tôi, anh Hùng. Tôi không muốn chết. Đừng, đừng, đừng. Có nghe không? Ta biểu tránh ra. Tránh ra hết. Tránh ra. Quay nha, quay nha, quay nha. Đừng có bảo nha, quay nha. Quay nha, quay nha. Quay. Lấy xe. Đi đi. Đi hả? Đưa vào đi. Bích Hằng, mở cấp xe. Muốn sao? Vô động, lại lên. Bích Hằng, mua cái máy chụp hình có liền cho tao. Lôi nó ra. Bích Hồng, chụp cho nó tấm hình đi. Tại sao phải chụp hình cho nó chứ? Mình có làm tốt đó mà. Chụp cho nó tấm trước khi chết đi. Ê Hùng Dê, tao sợ mày chết rồi không hình cúng đó. Thấy tao tử tế với mày chưa? Mày muốn sao đi cầu du côn? Tao không có chuyện nhỏ của Tam Bảo gì hết. Nhưng mà tao có nhất bảo của Cửu Long. Còn gì nữa không mày? Ra giang hồ chơi đã biết trước rồi mà. Cầm lấy đi Bích Hồng, chụp đi, chụp thêm tấm nữa, chụp đi, chụp cái đầu của nó, chụp cái đầu của nó, chụp ốc của nó, mau lên, chụp đi, mau lên. Chụp trồng trắng con mắt của nó, mau lên, chụp đi, nghe chưa, chụp đi. Đưa máy chụp hình đi. Bữa nay vui vẻ vậy, mình chụp trong tấm nha, hả? Cười lên, cười lên, cười lên đi. Bánh trai chưa? Tại sao hồi nãy mày tha cho thằng Hùng? Tôi không phải là anh. Tao với mày khác biệt gì? Nếu đổi ngược lại là nó có tha cho mày không? Vô giang hồ chơi, không phải mày chết thì nó chết. Cầu gì con vất vả cho mày. Lão đại à, nói mấy cái chuyện này làm gì? Mình là anh em với nhau mà. Thằng David với thằng Tà đó, nếu không có nó, em nghĩ chắc em không trở về được rồi. Tao biết. Nghĩ lại đi. Đứng lên. Ê Bích Hợp David, bữa nay vui vẻ, uống miếng đi. Cả.
Anh Thắng, cảm ơn nhiều. Mai này tính sao đây? Không biết. Nếu như các người đồng ý thì theo tôi đi. Tại sao tôi phải theo anh? Các người có biết thế gian này công bằng lắm không đây? Mỗi một người đều có lúc hên lúc xui, đồng thời mỗi người đều có cơ hội phát tài. Nếu như cơ hội đã tới thì phải nắm cho vững, sẽ được hưởng suốt đời. Nhưng mày biết không đây, tao bây giờ đang cho mày cơ hội đó, không phải lúc nào mày cũng được hên vậy đâu. Nếu kêu tôi làm những việc tàn ác mới phát tài được thì tôi sẽ ăn ít mặc ít đi. Lúc mày chưa có được phát tài, chưa có địa vị, mày nói câu này ra sẽ cười chết người ta đó. Mày có biết cái gì là phát tài lộc phẩm không đây? Biết. Anh là một trong những người đó. Thông minh. Uầy, mày đừng có lần mặt nói câu nào thì kêu câu đó nha. Cậu à, mặc kệ nó đi. Nó đã không muốn thì không nên miễn cưỡng nó. Cạn. Uống hết nha. Tôi muốn nói điều kiện với anh. Nói nghe thử đi, coi tôi giúp được không đi. Nếu nhìn không phát của em nữa, tôi theo anh. David, David Châu, làm ơn nói rõ chút đi. Từ phá cổ hồi nào anh đi hỏi cổ đi. Lúc nào tôi gặp cổ tôi đối xử cũng rất là khách sáo. Nếu có chuyện gì cổ không đồng ý, tôi tuyệt đối không ép cổ. Mày có theo tao hay không không thành vấn đề. Em muốn tao có thiếu gì, thêm một thằng không nhiều, bớt một thằng không ít. Nhưng mà có chuyện này tao muốn nói cho rõ ràng. Nếu đôi bên có cơ hội làm anh em thì đừng để ba cái chuyện vô duyên này ở trong lòng, nói ra được thoải mái hơn nhiều. Cô em có phải là đào của anh hay không? Nếu như phải tôi lập tức cho chị dâu ngay. Hai người đừng có gì tôi mà xảy ra chuyện. Đúng rồi anh Thắng à, David và con Én chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cho nên lo lắng cho nó thôi. David, cô gái rất là công bằng, không phần lớn nhỏ. Ngày nào cổ chưa lấy mày, tao cũng có quyền cua cổ. Nếu như mày có bản lãnh, có điều kiện thì sợ gì cổ không ở bên cạnh mày chứ. Xin lỗi. Có nhiều chuyện nói ra rồi thoải mái hơn nhiều. Trong lúc tao nóng nảy hại mày ra nông nỗi này. Tao đã theo đại ca Thắng, không phải là vì tao háo thắng, vì tao muốn kiếm được tiền để chữa trị cho mày. Chứ việc chữa trị không được, tao cũng phải cho mày ăn sung mặc sướng. Nhìn thấy mày tao mới biết, thì ra thế gian này không phải nói dữ, ai có quyền thế thì là người đó nắm quyền. Hey, hi. Hey, hey. Anh Thắng. Anh Thắng, chào đi. Chào anh Thắng. Rồi. À, ngồi đi. Chào anh Thắng. Ngồi đi. Thế nào? Cái sân này thế nào? Cái sân này tao mới tiếp quản thôi. Mai này mày phụ trách bao chỗ này? Do tôi phụ trách. Tôi sợ tôi làm không được. Đây là cô của Hồng Dê. Sợ gì? Hồng Dê đã bị tụi mày giết chết rồi mà. Có chuyện gì tụi tao chống lưng cho mày? Có chuyện này người trong giang hồ ai cũng biết. Trong tầng giới đè Bích Châu, Bích Hàm, Cầu Du Côn, ba tên này không ai không biết. Nếu các người ở đây nổi tiếng thì Dương Binh lập mã chỗ này. Điên à, làm gì vậy? Thì coi sân đó. Tao còn tưởng mày bắt ăn trộm nữa cho đồ điên. Wow, hết sảy quá. Hết sảy luôn. Ê nè, anh Thắng có kiếm em không? Quê chỗ này. Có. Có được không, có được không? Bye bye. Bye bye. Tao mà kệ mày là Hồng Lạc hay Hồng Hân, vô đây mở bà thì phải cho anh ngu này kiếm ăn. Nếu không thì dẹp tiếp. Ê, mày đứng đây nha. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Đừng có nói là dịp tìm mẫu. Chuyện cái thằng Nguyễn Tân Giới mày tính sao đây? Nó không quậy mình thì mặc kệ nó. Tao còn nhớ lúc tao còn nhỏ mới vô giang hồ, tối ngày cứ đi theo đám lão đại,
Mày có biết đấu chó là cái gì không? Không bị cắn chết thì không ra khỏi sân. Như mày, cho tao cơ hội đi. Có thịt quay nè, ăn đi, ăn đi. Anh Thắng à, ăn thịt quay đi. David, tao có nói là không nhìn lầm mày đó mà. Bây giờ cả quyền lãng mày là số 1. Cũng may là nhờ có đại ca và anh Cầu để lưng cho em thôi. Nếu mày không có tài tao đỡ cũng vô dụng mà. Đợi lát nữa cũng xong, anh Thắng mở cuộc họp cho mày lên chức. Cho em lên chức 2 năm. Tao nói 2 năm sẽ đưa mày lên làm đại ca, thì không ngờ mày đi nhanh như vậy. 1 năm là xong. Giỏi lắm. Lão đại, em thấy sao, có ăn nhầm gì? Có thể phản đối được sao? Nếu có gì không vừa ý thì nói với tao. Anh là chủ sự, anh thích tuyển ai thì tuyển, tôi có quyền lên tiếng sao? Quay, làm vậy có gì không ổn đi. Bây giờ David có mấy trăm đàn em, tại sao không thể làm đại ca? Cũng phải hợp tác theo quy tắc mới được chứ. Ê, Thạch Hỷ, quy tắc gì? Hả? Anh chỉ biết nói quy tắc thôi, biết thời đại gì không? Bây giờ ra làm vô côn, quần áo phải mặc đầy hiệu sang đó, thanh toán phải vô khách sạn, có biết cái gì internet không? Xăm mình đã phải xăm kiểu Anh Quốc, đều có giống như mày, xăm ba con rồng con phụng nhà quê. Mày nói cái gì? Câm miệng. Cho nên bây giờ tôi hẹn đám chú bác ra mở họp để mà thương lượng. Tôi đâu có tự tùng tự tác chứ. Được, vậy anh cứ hợp cuộc họp của anh đi. Đi về. Ê, mặc kệ tụi nó. Nè, ăn chuối đi. Nè, ăn đi, ăn đi. Mời. Ê, xã hội đen cũng có đồ cổ đó. Gặp bao chưa? Đại ca Thắng à, em đã nhận được rồi. Thật thì nó muốn theo người khác. Nếu phải là chuyện lớn á, Thắng à, chú nghĩ phải nghĩ cách à. Nếu để thật thì này nó theo người khác đồn ra ngoài, sẽ bị người ta cười chết đó. Sinh nhật vui vẻ. Cắt bánh đi. Em cắt đi. Được. Đã phải ra, cạn ly đi. Cạn ly. Ăn bánh xong rồi, hay mình đi kiếm anh Nhất ăn vài con bào ngư đi, có được không? Mày quyết định đi. Rốt cuộc đã có người đàn danh nổi tiếng. Nhưng mà nhớ lại năm ngoái thì thiệt thê thảm. Ăn bánh đi, nói nhiều quá. Nhiều chuyện thiệt. Ăn bánh đi. Ăn đi. Cắt cho David một miếng lớn một chút. Ăn bánh. Ăn đi. Hai đứa vô đây. Tại sao không ăn? Ngon lắm mà, ăn đi. David à, làm cái gì vậy? Khi không ăn bánh tại sao kêu vô đây? Tao nghĩ cũng là lúc nên làm việc. Làm việc? Làm cái gì? Thân sĩ Thắng. Thân sĩ Thắng? Là đại ca của mình. Hồng Lạc, thân sĩ Thắng. Này, có thiệt hay không vậy? David à, anh Thắng là đại ca của mình mà. Dù có giết chết anh, người khác cũng không có tha cho mình đâu. Mày sợ à? Nếu chết thì 1 năm trước tao đã chết rồi. Không phải đâu David, thật ra anh Thắng cũng tốt với mình lắm. Hả? Hắn mình đối tốt với mình mà. Tụi bây ra ngoài nhìn coi ông Gia Toàn. Nếu như không phải tại hắn, thì thằng Toàn đâu có phải ngồi xe lăn suốt đời. Tại sao anh làm như vậy? Em ra ngoài đi, anh không muốn em sang nhà chuyện này. David, anh có ngày hôm nay, tất cả đều do anh Thắng cho anh mà. Cho dù có thù hận gì cũng phải bỏ qua đi. Em đã thích hắn rồi hả? Anh làm gì vậy? Anh đi đâu? Các người hãy coi,
Thằng Toàn năm nay mới có 23 tuổi mà phải ngồi xe lăn suốt đời. Nói cũng nói không được, nghe cũng nghe không được. Nói một câu khó nghe là bây giờ nó chỉ chờ chết thôi. Lại đã khiến cho nó ra nông nỗi này. Có nhiều lúc tôi nghĩ ta là nó chết đi cho rồi thì nó không cần phải nhớ tới chuyện của ngày hôm đó. Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình, tôi có coi thằng Toàn là anh em của mình không? Thằng Toàn là anh em của mình, cho nên tôi phải giết chết hắn. Én à, dưới phòng đi. Đạp Phích à, mấy đứa mình chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, đương nhiên tôi đứng bên mày. Mày muốn sao cứ làm vậy đi. Tao nhất định theo mày. Xin lỗi. Không sao, các người đã quyết định rồi. Có lẽ vì em là con gái cho nên không có biết cái gì gọi là nghĩa khí. Tóm lại em cảm thấy chuyện này sau khi làm ra rồi hậu quả rất là nghiêm trọng. Các anh hãy cẩn thận nha. Nè Vít à, ghế của mày có được không vậy? Thật thế, chính vì hôm nay mày thêm người khác cho nên anh Thắng kêu tao tới đây giết mày. Ra đây đi Thật thế. Trốn ở đâu vậy? Nhà, được cái dạng đi. Hả? Phải rồi, tại sao không thấy đám mình giúp vậy? Thì cũng do cô nói lần nào đi chơi cũng có nhiều người theo, cho nên tôi biểu họ đừng có đi theo. Thật ra anh nên kêu nhiều người ra dạo theo anh mới đúng. Chuyện gì? Sao tôi xảy ra chuyện hả? Có phải nghe được gì không đây? Không có. Anh làm nghề này có nhiều kẻ thù lắm. Bình thường khi anh ra ngoài kêu thêm vài người đi theo anh cũng an toàn hơn. Khờ quá, tôi đi đứng đàng hoàng sợ gì chứ. Mau chọn đi, cô thích ăn gì đây? Lựa mau đi, đói bụng quá à. Đại ca. Quay. Chị á. Anh Nhúc, sao anh ở đây vậy? Chúng tôi tới chơi thôi. Hơ, anh gạt tôi. Gạt một lần thôi mà, chuyện gì? Chú Dĩ kêu anh gọi cho chú. Ok, mau lựa cá đi, đừng có lựa con độc đó nha. Alo, chú Dĩ hả? Lớn tiếng một chút đi, nghe không được. Chạy đi, chạy đi.
Thân sĩ Thắng, mày hay thiệt. Lần trước đến tầm trận, tao cam lòng chịu tội, tao không có theo người khác mà vu oan cho tao, còn cho người giết tao nữa. Trong xã đoàn bấy lâu này, tao không có công cũng có lao mà, là do mày bắt buộc tao đi thôi. Chết đi. Đi. Anh Thắng. Tại sao? Má người ta. Đã kiếm được thạch thủy chưa? Để lên. Quay. Trời ơi, cái này vậy là bắt đầu. Sao lớn chuyện gì? Thạch Hỷ, tao kiếm vậy cũng không được. Bây giờ đại ca thế nào? Này cấp cứu. Nói mau đi. Ông đã trải qua thời kỳ nguy hiểm. Anh tên là cô Én. Ông chỉ muốn gặp cô Én thôi. Là không còn mẹ gặp em nữa. Không đâu, anh sẽ không sao mà. Anh kêu em vô đây, có phải có chuyện muốn nói với em hay không? Không gì. Anh sợ em có chuyện, lại sợ bác sĩ gạt anh, cho nên muốn gặp em thôi. Thấy em không sao thì tốt rồi. Sao? Anh yên tâm đi. Đừng khóc. Mau lau nước mắt đi. Anh không thích nhìn thấy con gái khóc. Con gái khóc gương mặt xấu dữ lắm. Đám thằng nhóc thế nào? Đám anh nhóc ảnh. Sao vậy? Mày đón coi cô em có nói ra hay không nè. Cái thằng điên, nó là em của tao mà. Tao cũng biết cổ là em của mày, nhưng mà cổ không có tán thành mình làm như vậy. Sao hả? Đại ca có nói gì với em không? Không. Cô có nói cho anh biết chuyện của chúng tôi không? Ngừng tay đi, đã chết 4 người rồi. Thù hận gì cũng đã hết rồi. Én à, không thể ngừng tay được đâu. Chuyện này anh Thắng sớm muộn gì cũng biết mà. Tới chừng đó anh không chết là tụi anh sẽ chết đó. Anh Hai, nếu anh còn nghĩ đối phó anh Thắng thì mình sẽ không còn là anh em nữa. Tôi sẽ làm chuyện này khui ra hết.
Đập hết à? Đã chết bao nhiêu người rồi mà. Hay là ngừng tay đi. Tao thiệt không muốn mất đi đứa em. Ba đứa mình không nói, cô Én lại không nói, bí mật này anh Thắng sẽ không biết đâu. Nè, lỡ kiếm được thạch hỷ thì sao? Hắn khui ra là chết đó. Chết chắc đó nha. Nè, Đà Phích à, Đà Phích à, nói chuyện đi. Nói chuyện đi Đà Phích. Cho nên thân sĩ Thắng nhất định phải chết. Còn chưa trả lời hả? Gọi thêm một lần nữa cho tôi đi. Nói là anh của cổ kiếm cổ. Thiệt là quá đáng mà. Tối hôm qua tới giờ cũng không điện thoại. Không biết nó đi đâu nữa này. Đà Phích à, tính sao đây? Nếu như cô nói cho thằng Sĩ Thắng biết, thế là bây giờ đã kiếm tới nhà của mình rồi. Nhưng mà lại không có. Cô không nói, tại sao lại không chịu trả lời máy? Hôm qua em chết đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi vậy. Anh muốn biết em ở đâu hay là muốn biết anh Thắng ở đâu? Làm gì vậy? Dọn đồ đi. Anh Thắng đã nói gì với em? Không có. Nhưng mà các người đừng có đi kiếm anh Thắng. Anh Thắng cũng không đi kiếm các người nữa đâu. Còn nữa, hãy mau rời khỏi Hồng Kông cho sớm. Không phải em đã nói cái gì với anh Thắng chứ hả? Không. Nhưng các người đoán coi anh Thắng có điều ra là được ai làm hay không? Én à, em là em gái của anh, em nhất định phải đứng bên anh đó. Anh Hai, chính vì em là em của anh nên từ lúc trước khi anh Thắng biết chuyện này, các người hãy mau rời khỏi Hồng Kông cho sớm đi. Thân sĩ Thắng ở đâu? Em không nói cho anh biết. Ê, nha, đứng lại. Anh Thắng chỗ nào? Anh Thắng ở đâu? Nói, ở chỗ đâu? Nói đi, còn ai không? Nè, Đà Phích à, làm gì vậy? Đà Phích à, Đà Phích, buông ra đi. Nếu mà có thể bảo đảm với tao, tao thả cô sẽ không nói chuyện của mình ra. Lấy gì vô đây? Tới cô lại. Bỏ nó đi. Nè, mau, Đà Phích à, buông tay đi. Thả nó ra đi đây. Muốn làm gì vậy hả? Lấy hai viên thuốc mê cho tao, lẹ lên. Nè, bộ mày đi lấy thuốc mê thiệt hả? Đâu phải là thuốc độc. Nè, anh Hai. Đà Phích à, bộ mày bắt em tao uống thuốc mê hả? Nè, Đà Phích à, Đà Phích à, bỏ nó ra đi. Thả nó ra đi. Đừng làm vậy mà. Đừng làm gì nè. 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 Đừng Cô Én đâu? Cô nó về lấy vài bộ đồ và lấy passport rồi tới đây. Đi bao lâu hả? Mấy ngày rồi. Đưa điện thoại cho tôi. Đừng có trách anh. Alo. Alo, đại ca hả? Ai đó? David D. Anh ở đâu vậy? Tại sao mày có số điện thoại này? Anh gọi cho quán cho nên em biết. Cậu đâu hả? Có bị bệnh. Kêu cậu nghe điện thoại. Còn mới vừa uống thuốc đã ngủ rồi. Đại ca, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh em tụi tôi muốn gặp mặt anh. Thiệt là có lòng. Cậu thức dậy kêu cổ gọi cho tao. Bye bye. Đại ca, em muốn gặp chuyện với anh. Được. Tới kiếm tao đi. Địa chỉ là đường Ngân Mã Bát Giác, 126 lầu hướng nam lầu 3. Coi có cửa sau hay không? Giờ mình cửa sau.
Ta không biết mày với đại ca có ân oán gì, nhưng hôm nay tao nhận được lệnh, dù sao đi nữa ta phải dẫn mày về. Trước kia tao thích thì tao giấu cái dao ở dưới chân, không phải giống như mày cứ để trong lòng, còn cứ giảng được mà. Theo tao về đi. Đi mau đi, đi mau, đi, 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 mau lên, đi. Bước ra giang hồ, không phải nó chết thì mày chết. Tại sao cánh cửa lại mở vậy? Đà Phích à, con nghe mất tiêu rồi. Luôn cả tình toàn không có ở nhà. Chị nhờ đi kiếm, hai đứa kiếm mình đó. Mình đi kiếm anh Thắng. Mình đi kiếm anh Thắng. Én, Én à. Ê, có con nhỏ đang phê kìa. Ê, tối nay có đồ ăn rồi, đã quá. Tao ra trong nỗi này.
Bác sĩ à, em tôi thế nào rồi? Xin lỗi, chúng tôi đã tận hết sức rồi. Khốn nạn, khốn nạn, trả em ta lại cho tao, trả nó lại cho tao, nha, trả nó lại cho tao, trả em ta lại cho tao, trả em ta lại cho tao, trả đây, trả đây, bây giờ trả đây, khốn nạn, hại chết em tôi đó, khốn nạn, hại chết em tao, trả em ta lại cho 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 tao, khốn nạn, sao chứ, hả? Đầu không đang chảy máu kìa, bố tôi ra đi, bố tôi ra, bố ra, máu lại chảy, lại chảy, sao chứ, cái bọn chứ hả? Không sao. Nè ông à, người thân đã tới đông đủ chưa? Nếu tới đủ rồi thì kêu kẻ chết nhắm mắt. Nó chưa chết, con em chưa chết. Đừng. Bích à. Hậu quả rất là nghiêm trọng. Tại sao không cho anh ở lại bệnh viện? Tôi sợ đám người đó tới kiếm anh nữa. Bệnh viện dù sao cũng là nơi công cộng, có nguy hiểm mà. Qua đây ngồi đi. Em có chuyện giấu anh? Đâu có. Em đâu có biết nói láo. Anh Thắng, em không biết nói như thế nào. Thôi đi, em không muốn nói thì đừng nói. Anh không miễn cưỡng em. Anh Thắng. Cuộc sống của các anh em rất là sợ. Không có cảm giác an toàn hả? Hứa với em đi, khỏe lại rồi đừng có lo chuyện bên ngoài nữa. Không được, chuyện này nhất định phải có kết liễu. Trả thù lại cũng là trả thù. Nếu anh thích em thì sao anh không thể bỏ qua? Nếu như anh làm vậy làm sao ăn nổi với đám thằng nhóc đây? Nghĩa khí, đám đàn ông của các anh chỉ biết nói nghĩa khí. Nếu em là vợ của anh có nghĩa tới tương lai của em hay không? Anh hứa với em, sau khi được khỏe lại, anh sẽ rời khỏi xã đoàn. Anh nên nhớ những gì đã hứa với em nha. Đẹp biết châu, tao nhận mày được thì đạp mày được. Xin lỗi. Từ đầu tới cuối tôi cũng không muốn làm đại ca. Thế là không người trả thù, phải trả ra bằng cái giá này. Dạ, đại ca. Các người cứ tiếp tục đi.
Đáng lẽ anh hứa với em là bỏ đi chung với em, nhưng bây giờ em đã không còn nữa, thì coi như là anh có lỗi với em. Bắt tụi nó lại. Quay nè, quay nè, quay nè, quay nè. Các người muốn sao? Bỏ về xuống, dạ xuống. Tôi lén làm ma cha cho anh tôi ở đây, vậy mà các người không chịu tha nữa. Tao không muốn làm vợ cái chỗ này, đối với kẻ chết là bất kính. Tốt nhất là bà đưa tụi bay theo tao về. Đem với châu, mày muốn trả thù thì lên tiếng đi. Tao nhất định chơi tay đôi với mày, không cần phải hại chết nhiều người. Lúc đó tao không biết tụi bay. Một khi đánh lộn rồi là không nói tình nghĩa gì hết. Nếu như muốn trả thù đừng có làm huynh đệ nữa. Còn nếu muốn làm huynh đệ thì chuyện xưa quên hết. Quay được là bảo nha. Ê, làm gì đây? Là bảo nha, quay được là bảo. Anh đánh gia toàn đã tàn phế, tôi trả thù cho nó có gì không ổn. Tôi nói cho anh biết, ở đây chỉ có một người mới có thể kêu tôi chết, đó chính là cô. Cô là một người chết vô tội nhất. Gia pháp nhất định phải chấp hành. Bỏ cái dao xuống, cho dù mày giết được tao cũng không ra khỏi được chỗ này. Gia pháp cái gì? Nếu nhìn còn nể mặt cô em thì anh hãy thả anh của cô như thằng đen ra. Không thể nào. Anh Thắng, con mắt mới tới em đâu, em không muốn chết. Tránh ra. Chuyện này là do tôi gây ra, không mắc mới tới tụi nó. Anh Thắng, từ xưa đến nay tôi chưa hề năn nỉ ai. Anh có thể thả hai đứa nó ra hay không? Anh không có gì chứ?